Một và vậy là rất tốt dành cho game thủ Văn Hướng. Trận chung kết dành cho cả hai bên ở trong trận đấu thứ hai. Đã cần phải thắng trận đấu này là vòng đi dò rồi. Đây bãi quả đầu 2 cây, 4 cây, 6 cây. Đây là đối thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Quả đầu 6 và bài đấu được cầm AC. Tưởng là có bãi quả đầu cũng có 6 cây ở trong trận đấu này. S3 dần bên trong rất nhanh rồi. Cố gắng ở trong trận đấu thứ hai này thôi. Và là vòng đi dò nào. Hy vọng bài vở tư tươi một chút. Trận đấu trước một trận đấu rất đáng tiếc chúng ta khi bài của hai nhà móc bình nhưng lại để thua. Phải rút kinh nghiệm trong trận đấu vừa rồi và cố gắng ở trong trận chung kết này. Trước 2-0 nhưng để đội bạn không bị cái biệt 2 đều rồi. Làm vòng đi dò thôi. Có voi. Một đôi. Không, chỉ là một con voi cô đơn dành cho cái thủ Chim Sẻ Đi Nắng mà thôi. Một voi trong trận đấu này. Tiếp tục dò vòng nữa nào. Thêm mấy hiêu nữa đến từ cái thủ Chim Sẻ. Một voi, một hiêu. Với bài đấu được cầm AC này. Làm thêm vòng đi dò thôi. Đồ voi về luôn. Chưa thấy hiêu đầu đâu cả. Bầy hiêu kia mình nghĩ là bầy hiêu phụ mà cũng chưa có rừng. Bài này đang rất chống về rừng nha. Chung kết trong trận đấu thứ hai. Đây con voi đầu tiên có con voi thứ hai. Ngon. 2 voi rồi nhưng mà không có dưng bài này ạ. Xem cơ cấu chắc nhà được không. 2 voi 2 hiêu. 2 voi 2 hiêu này bài đấu này. Đây là cánh rừng đầu tiên. Thêm một cánh rừng nữa dưới này. Cuối cùng thì rừng đã xuất hiện nhưng nó ở rất xa và sẽ có chiếc bén nhân đôi. Bén cả hiêu và cả gỗ. Đây đối thủ Chim Sẻ bây giờ tìm cố bãi quả nữa thôi. Đồ ăn về cơ bản cũng đã đủ với 3 hiêu và 2 voi rồi. Đây con voi thứ hai dành cho đối thủ Chim Sẻ nào có đồ lùa về là 2 con voi. Mấy hiêu này sẽ đang muốn đùa về khi mà khu vực này không thể đóng cái BS nhân đôi được vì BS nhân đôi thì ăn gỗ nó quá xấu. Đùa bầy hiêu về thôi. Hiêu đầu 5 con, 1 đôi voi dành cho đối thủ Chim Sẻ Nắng của chúng ta. Chúng ta sẽ quay trở lại mặt máy của đối thủ Văn Hưởng xem nào. Để máy Văn Hưởng có quả phụ rồi. S đầu đã có dành cho em. 1 bầy hiêu, 1 bãi quả phụ. Thiếu một đồ nữa để Văn Hưởng. Ok đóng vội. Đây là S đầu. Được đấu dân để có thể khai thác gỗ đây thôi. Thì cố một đồ nữa nào. Bạn này Hưởng hoàn toàn có thể có hốc. Nhưng mà cái hốc này thì nhiều khả năng sẽ bị cung bắn vào này. Thêm bầy hiêu nữa. Nhưng mà nó cũng đủ đồ. Để Văn Hưởng với 2 hiêu 2 quả để có thể ép đời. Giờ sẽ là đi ăn bầy hiêu trước hay quả phụ trước đây. Nhưng mà đi ăn hiêu trước rồi. Ăn đây sẽ ăn quả sau. Đây đóng ép nhân đôi ăn cả hiêu cả vàng không. Bầy hiêu này cũng khá to cho Văn Hưởng. Làm luôn cái BS. Ok luôn. Hợp lý. Khi có một chiếc BS nhân đôi luôn chúng ta sẽ không phải mất thêm 120 gỗ để lên đời 3 đóng S ăn vàng nữa. Bài đánh 25 dân hay là bao nhiêu dân đây. Bây giờ sẽ ăn quả phụ. Văn Hưởng quả phụ 5 cây trong góc 12 giờ. Dần là cơ cấu bầy hiêu 26 dân và dừng dân chờ thực kích đời. Một bài sẽ kích đời ở trong đầu 8 để Văn Hưởng chúng ta. BG ăn quả phụ luôn và đi dần. Kích 8 phút 13 với 26 dân đến từ cái thủ Văn Hưởng và sẽ có tên đi dâng. BB bó góc này rồi sau đó ra ruộng hay là như nào. Tùy quyết định của em rồi. Em nói cái thủ Chim Sẻ gặp sư tử đã muốn đi dâng nhà cũng đôi sư tử đổi dân. Một bài mà Chim Sẻ Nắng sẽ dâng ngay. Rất bất ngờ. Nhưng dù gì thì đây cũng là một thế nhà mà rộng nên là sẽ quyết định dâng ngay. Còn cả quả phụ sau khi lên đời nữa để có thể ăn hoang. Đây là cái thủ Chim Sẻ Nắng chúng ta. Vâng anh em lại bảo sẽ đánh sọc đơn. Rồi ôi Khoa anh ơi không đánh sọc đơn đâu. Đấy, một yếu tố bất ngờ trong trận đấu này khi mà Chim Sẻ Nắng là người đi ra ngà. Hưởng lên đời cân với game thủ Xuân Thứ. Đấy sẽ BM Quýt xong thì bảo vệ chết một dần. Bộ bài mà sẽ kích đời ở cuối 10 thì Chim Sẻ Nắng với bài 27 dân. Xin tê luôn. Đừng giáp luôn. Chưa được chặt gỗ, đợi đã. Đợi được chặt gỗ trước. Đang thiếu gỗ anh em ạ. Đấu nó còn vòi về đã. Đang chặt gỗ và đẩy giáp. Đóng cạnh BL của Văn Hưởng và chúng ta sẽ lao thẳng vào nhà của người đầu cánh Chim Sẻ. Và cùng chờ xem đối đầu với ai đây. 6 giờ sẽ là game chủ nào với phía đối bạn. Đấy, cùng chờ. Thêm con vòi nữa cho em. Thằng A lên đời xong ăn bãi quả. Và anh Việt đã cam quýt ở đầu cánh Chim Sẻ Nắng. Theo tin Văn Hưởng báo biết là như vậy. Tăng A và bò nhỏ những cơ sở làm ăn để tránh bị bò 4 chơi vào. Đã kín mặt này. Chưa. Gặp. Bắn đi, bắn đi. Một giò một tê bắn luôn đây rồi. Rồi bạn cũng một giò một tê bắn xẻ. Và vậy rất nhanh để có thể dư lại bãi gỗ, nhưng có tê ở đây. Ta phải chạy ra ngoài để làm con tê này thôi. Và tấn công vào nhà màu 3. Và cố gắng xúc con tê màu 3 lên đời rồi. Sẽ đang xin thêm tê để có thể xúc vào nhà đội bạn. Và đâm con tê màu 3 tơ này. Đâm bánh xe và chạy dần. 3A thôi. Bị bắn ngay vào cơ sở ăn hoàng. Pha vậy E. Rồi chết tê. Rất nhanh. Để bãi gỗ ở phía xa xa. Vâng, dường như Cam Quýt cũng là người đi dâng A trong trận đấu này. Dường như Cam Quýt cũng là người đi dâng A. Sẵn sàng tư thế xách quần lên và chạy thôi. Đây là máy game thủ Văn Hưởng. Hưởng đang lọt vào bãi gỗ đối phương. Pha vệ là rất tốt để Văn Hưởng chúng ta để ăn dân Cam Quýt. Vâng, chưa bánh xe dành cho người cầm bóng 3. Chúng ta đang chơi được bóng 3 tên này. Đuổi tân còn lại nào. Ở trên góc 12 giờ của Hưởng thì đang bị chơi vào bởi người cầm bóng 4. Xuân Thứ quyết định xúc Hưởng trước. 2x dành cho em. Đây rồi, lọt 14 luôn. Ông phải chuột đến từ cái thủ Xuân Thứ có bánh xe. Là 28 đến từ cái thủ Văn Hưởng chúng ta. Đeo máy cái thủ Chim Sẻ. Sẻ đang có tham gia là 29, đang bị T màu 3 bắn vào bãi gỗ của mình. Tiếp tục chạy. Cái quả hoa thì có luôn. Đầu thế nhờ. 28 rồi trận đấu này thôi. Và nơi dân ăn hoa người cầm bóng 3. Tóm tân dân này. Đây BA đi dâng về phía bạn. Dân sẽ đang nhông kèn bản đồ. Bạn review đã kéo dân về phía khu vực nhà BA đi dâng rồi. Và tụ quân để rỉa chém màu 4. Sang một tơn rồi. Màu 4 sang một tơn rồi. Súng có con chém này người cầm màu 4 rồi. Làm lại 30 đến từ thủ Chim Sẻ. Màu 3 có mặt đây luôn. Và 30. Và thằng này hiện tại đây thủ Chim Sẻ. Thêm một đôi voi nữa để người khác ở đây. Đi quản thôi. Vâng, đều máy thủ Văn Hưởng. Hưởng thằng này 33. Đang khá là khỏe ở trong trận đấu này. Kìa còn xác con voi kìa, ai ăn kìa. Đang chặt được dơ 14 nhưng em cũng đã bay vàng rồi. Đã bất thảm đây Văn Hưởng chúng ta. Sự thảm tốt hơn nữa. Là bãi vàng của đội bạn. Nào vào chơi luôn tôm vàng tôm dân gỗ này của người cầm 14. Góc 12 giờ đã bắt đầu chơi vào với quyết định chạy luôn đỡ bắt tay. Có 3 rất nhiều dân mà. Đây này dân đây này. Rồi chém dân 4 thôi. Lượng chém Văn Hưởng đang có là rất đông. Cố gắng chém dân đội bạn nào. Sụp bãi vàng này. Đội bạn cũng biết là Hưởng đã chạy vào đây rồi. Và cầu thủ Xuân Thứ đã chạy luôn. 26 trên 64 đến từ game thủ Văn Hưởng. Chim Sẻ Nắng tham gia là 34. Giờ cùng giờ game thủ Cam Quýt. Đội bạn đang hoang gần là Chim Sẻ Nắng. Vâng, tóm dân dân này được không? Vâng, có pha vậy hay không? Có cả màu 4 ở đây. Đội quân Chim Sẻ Nắng đang là đông. Màu 4 quay trở lại để chơi thủ Chim Sẻ Nắng luôn. Pha vậy e đưa đội bạn chạy thôi. Chúng ta không thể nào 1 vs 2 được. Giữa bản đồ này. Từ BL đi ngược về nhà Chim Sẻ Nắng đã thấy. Vâng, rỉa chém đối phương. Quýt đã muốn đi vòng để bắt tân dân ăn gỗ của Sẻ đây. Đúng là như vậy rồi. Đây ngay gần BA đi dâng này. Vâng. Pha vẩy E đối thủ Chim Sẻ Nắng. Tiếp tục pha vẩy E tốt để cho em. Để thể ăn quần bóng 3. Có cả bóng 4 đây luôn. Và 3-4 đối kiếm với nhau. Hưởng đang ở phía sau chơi luôn. Để giữ dân. Tân dân sau, tân dân sau. Vâng, rất nhiều chém đây là Văn Hưởng. À, từ sau đó là chém của Hưởng anh em ạ. Ok, tham 35, đó là tham gia hiện tại dành cho cái tụ chim sẻ. Vẫn có đủ lực để có thể nâng cấp gỗ 2. Trong tình huống vừa rồi đã lên được cái gỗ 2 rồi. Đây, màu 3. Rồi, chơi màu 3 ra này rồi. Vậy và vậy hay đến từ cái tụ chim sẻ. Vâng, một cái gợn dốc khiến cho Cam Kít vẫn có thể chạy được dân trong pha vừa rồi. Đấy, cùng đối phương. Và chim sẻ là 35, một bài đấu mà Cam Kít cũng là người đi dâng à. Và bàn máy của đối thủ Văn Hưởng với tham lai là 28. Đang quản map lên chém 4 để thể quản dân đối phương tốt hơn nữa. Và chú ý những cơ sở đá banh của mình dành cho Văn Hưởng. 28 trong trận đấu này hoàn thành đối phương. Chém bãi vàng số thứ đang tiếp tục số lượng chém là rất đông nhỉ. Đây rồi, chém luôn. Ôi, không kịp vẩy dành cho Văn Hưởng. Đấy, con cung đờ của game thủ Cam Quýt cho sẽ ra 4 luôn. Rồi, chém của đối phương pha vệ tốt để Văn Hưởng. Hay em ơi, hay em ơi. Rồi, Quýt không chạy nữa rồi. Nói chung là cũng ăn được một vài cung đờ đối phương. 29. Cái máy thủ chim sẻ nắng với tham lai là 35. Và mặt này cũng đang đi quải. Đốt BLBA của cầm 3. Bài dần có 3A để thủ chim sẻ nắng mà thôi. Đốt hết BA Cam Quýt luôn và có quân đứng kê bán hoàn của mình. Tưởng con đang có một số lượng chém là rất đông và tham lai đang cân. Tham lai vẫn chỉ đang cân mà thôi. Phải giữ tham thật tốt cho cái thủ của chúng ta. Rồi bạn vẫn có tham. Đặc biệt là số thứ vẫn còn số lượng chém là rất đông đây. Bạn còn chém đây thôi. Rồi, tham lai 40 giờ xe. Hai anh em phải giữ tham tốt ở trong trận đấu này. Để bãi gỗ của Cam Quýt điều gì nó sẽ cua vào đây đấy. Ông muốn chuẩn bị lao vào bãi quả chim sẻ nào. Sẽ đang dự đoán điều đó nhưng không thấy đâu. Đoán vàng bên nhà em kia sẽ. Đây rồi, chạy đi đâu con hàng này. Đó thua tôi dân vàng một số thứ. Vâng, kê con voi tôi mượn trong gỗ. Có 3 đang quay trở lại nhà bè với thủ chim sẻ. Thêm một con voi nữa lên cho em. Không thấy ra hoàn đối phương đầu chạy dọc mép bản đồ số 6 giờ có bãi quả nhé. Và hưởng ăn bãi quả đó rồi. Tham 42 để chim sẻ vừa chơi được tên giật vàng của người cầm màu 4. Đèo máy của game thủ Văn Hưởng và tham lai là 29. Rồi bạn đang hồi khu nhà BL. Hưởng chưa có giáp nên không thể thiêu được. Từ khi có giáp thì mới thiêu được đôi bạn thôi. Đôi bạn đã có giáp, chúng ta không thể chơi được. Và cố lên cái giáp em ơi, tí đấu quân thì anh nghĩ là hợp lý hơn đấy. Đây rồi, tí chạy kìa. Ôi, tham 24 và đang tụt tham. Vâng, không đủ lực để lên cái giáp đấy Văn Hưởng. Rồi bạn cũng là chém 4 giáp 2 anh em ạ. Để máy thủ chia sẻ pha về bắt dân màu 3. Bạn chắc màu 3 tên này. Quân đội bạn vừa loạn quạng ở vực góc 6 giờ. Màu 3 vẫn nguyên móng ruộng anh em ơi. Tham lai 4x dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Màu 3 vừa hồi nhà chính vừa bị bắn chạy rồi. Nó chạy về mặt 3R đấy. 46 là tham lai của thủ chim sẻ. Một thế trận mà tất cả cùng bay và mọi thứ vẫn đang còn phía trước, chúng ta chưa thể nói trước điều gì anh em ạ. Để mình góc khá đẹp để có thể hồi lại với chim sẻ. Còn bạn anh từ mặt 9R lao ra giữa bản đồ tìm chim sẻ nắng. Gặp rồi, xong rồi. Còn bị lỗi quần đến Cam Quýt. Cam Quýt cũng rất nhanh chóng để ý tới quần của mình. Và 7E bắn đi. 7E bắt cả hai mặt quần đội bạn. Và một con cung đờ tầm này cũng tuy bắn hết. Đây màu 4 này rồi. Lại được lừa bắn màu 4 tiếp em ơi. 4 sẽ vào 9 đầu kìa. Đứng quân để bắt màu 4 và ra ruộng thôi. Đấy sẽ một tên ra ruộng ở khu vực giữa bản đồ đấy được chim sẻ. Ăn gỗ rất nhiều và ra thêm ruộng. Sắp đều quân. Bóng 3 đều là đẹp rồi. Tham lai chúng ta đang đè xuống rồi đối phương. Anh em phải giữ tham thật tốt nhá. Đặc biệt là Văn Hưởng. Đèo máy Văn Hưởng vừa xúc được khoanh ruộng người cầm màu 4. Giữ, đừng thiêu chém. Đừng thiêu chém với người cầm màu 4 làm gì cả. Màu 4 công nghệ nó hơn. Không thể thiêu chém với màu 4 được. Phải đi quản màu 3 đây Văn Hưởng chúng ta. Và tham lai là 25 đến từ Văn Hưởng. Thỉnh thoảng quản lại bãi vàng ở nhà Sẻ, 014 lại sang đó ăn vàng. Đi màu 3 đi. Giữ quân nhờ, giữ tham, giữ quân nhờ. Đây này, màu 3 đây này. Và 25 đến từ thủ Văn Hưởng. Chém màu 3. Thì chúng ta đã là chém 4. Tham lai chúng ta đang đè rồi, lợi thế đang có, phải giữ tham thật tốt. Màu 3 đang ngồi đây rồi. Hay. Tốt quá. Chém cái này đi. Xe nó chạy lên trên rồi. Đây rồi, đón đầu xu thế nào. Đuổi theo tân dân này của người cầm bóng 3. Rồi. Vô. Vút. Vút. Và vậy là rất tốt dành cho game thủ Văn Hưởng. Rồi ơi. Ôi. Tí chết. Vâng, tí chết anh em ạ. Thôi, gặp 14 thì té. Cứ gặp 14 té. Tiếp tục nó pha về tốt nữa đến từ game thủ Văn Hưởng để ăn dân của Cam Quỳt. Cam Quỳt. Và cửa thắng sáng ngời sau tình huống chém dân vừa rồi của Văn Hưởng. Tuyệt vời. Vâng, nhưng em cũng vừa bị chơi một tân dân. Sẻ đã rời lên tham lai là 58 ở trong trận thiếu này với cơ sở hồi của mình. Bây giờ thì với ruộng đường và bãi gỗ như thế này thì hoàn toàn có thể cơ cấu phát triển ra thôi. Rồi về nhưng mà lọt dân dân chạy dân. Quay đầu đi. Đang chặn đầu đấy. Tham lai 60 rồi. DA thứ tư đã có thì thủ chim sẻ gỗ 2 có luôn, ra 4 có rồi. Rồi bạn đã nhìn thấy cái tổ đỉa này của chim sẻ nhưng tham lai chúng ta đang đè đội bạn là rất mạnh trong trận đấu này. Vâng, tập này không đi đâu nữa cả. Vâng, em tuyên bố với anh luôn là em ngồi im tại đây, em chờ anh đến. Vâng, dạng háng ra chờ anh đến đấy. Vâng, em tuyên bố em hồi tại đây. Vâng, mời các anh vào quản em. Trận trước thì Hưởng đã là tội đồ nhưng trận này thì em đang lấy công chuộc tội với tình huống chém vẩy heo mình. Rồi, bầu 4 bắt đầu vào. Vâng, em nằm dạng háng đây, em chờ các anh vào, vào hết đấy. Rồi ôi, vào đi em ơi, vào đi. Xuân Thứ không dám vào và tỷ số là 3-2 ở trong C2 là cặp đôi chia sẻ và Văn Hưởng.